Chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi trực tiếp Facebook cũng như là kênh YouTube của Toàn Điện Máy Vũ Nam Định. Mình đang test và đang cho quý vị tham khảo cặp loa rất là nổi tiếng và rất là đẹp đến từ Japan. Đây là một trong những model tiêu biểu và sở hữu cấu hình gấu cũng như là đẹp nhất và hay nhất của hãng Sonic được sản xuất tại Japan. Với những cái bản nhạc thông thường mà quý vị đang được theo dõi và đang được nghe, tôi test trực tiếp từ trên Facebook xuống, từ trên YouTube xuống, chúng ta có thể thấy được rằng với sự thể hiện rất là ngọt ngào đến tê tái của bài hát rất là đơn giản mà chúng ta thấy rằng với cặp loa Solix AS model AS447A đến từ Japan có khẩu hình rất là khủng long. Mời quý vị và các bạn cùng tham khảo cũng như là nhìn chi tiết ở những cự ly gần nhất với tuyệt phẩm nghe và nhìn trưng bày cho phòng khách đẹp bậc nhất trong làng loa này. Với độ mới cũng như là vẻ đẹp và trang trí của cặp loa Sonic đến từ Japan, sở hữu phần thùng gỗ lạng còn rất là mới. Mới tới trên 90%, hoàn toàn còn nguyên zin từng góc cạnh chi tiết nhất. Chúng ta thấy rằng với màu gỗ lạng màu vàng tươi và nó còn rất là bóng. Anh em quan sát theo độ nghiêng. Mặc dù tôi quay bằng cái điện thoại cùi bắp thôi, nhưng mà anh em vẫn thấy rằng nó rất là đẹp với cái màu sắc này. Không thể không ngắm nhìn một lần. Mời quý vị cùng theo dõi trong khi tôi vừa test và cùng cho quý vị thấy được cấu hình rất là gấu của cái cặp loa Solix 447A. Trong khi tôi vừa thao tác tháo cái phần nội thất cho quý vị cùng tham khảo thì chúng ta vẫn lưu riu thưởng thức một vài cái bản nhạc rất là nổi tiếng để chúng ta thấy được rằng là sự thể hiện mềm mại và ngọt ngào của cặp loa này. Với cấu hình của cặp loa Solix đến từ Japan, mời quý vị cùng tham khảo ở cự ly gần nhất. Phần mặt đằng trước nó được trang bị một bảng hợp kim nhôm với logo Solix AS-447A và nguyên một cái bảng thông số cũng như là hướng dẫn điều chỉnh cho cái phần mặt trước, gồm có một nút điều chỉnh cho giải check, một nút điều chỉnh cho giải trung âm và đặc biệt rằng một nút đau lớn trên phần mặt trước của cặp loa mà nó giống như của âm ly. Đây là một trong những cái model hiếm có mà sở hữu được tính năng nào nớt rất là hiệu quả tối ưu như thế này trên cặp Solix AS447A. Mời quý vị và các bạn cùng tham khảo qua phần nội thất của cặp loa rất là nổi tiếng này. Với trang bị củ súp bát đường kính của nó là 40 cho cặp Solix 447A, sở hữu công suất của nó lên tới 240W và đồng thời mời quý vị cùng chiêm ngưỡng qua phần bên trong. Nguyên cái phần của nó được trang bị nó là bông tiêu âm và phần tần của nó rất là gấu, làm sâu bên trong thì nó không được rõ nét cho lắm. Nhưng cốt yếu tôi cho quý vị tham khảo phần nội thất, chúng ta nhìn nguyên cái củ loa mà tôi đã thao sẵn. Một người bê cái củ loa này là nặng trịch luôn rồi. Với một quả súp bát hạng nặng, đường kính của nó là 40 và nhìn nó chắc nịch, anh em có thể thấy được rằng nó là rất là gấu. Đường kính của súp bát này nó rơi vào khoảng tầm 20cm. Loa, mặt loa là 40, chúng ta thấy rằng đường kính của nó rất là gấu. Đây thì tôi đã cầm sẵn một cái đĩa CD, chúng ta cùng so sánh. Với một cái đĩa CD, anh em nhìn nó rất là nhỏ bé, mới bằng phần nửa của quả súp bát này thôi. Và nó có thông số Solix 02145 Japan. Quý vị thấy không ạ? Nguyên cái xương loa nó là 7 sắc cầu vồng và nó vàng lấp lánh, rất đẹp. Và cái lam châm từ to bậc nhất trong làng loa rồi, không thể lớn hơn được nữa. Cả cả thậm chí rằng hàng tàu cựa thì nó cũng không thể to hơn được những cái củ súp bát đến từ Japan như thế này. Đây là phần cấu hình bên trong, chúng ta có thể
Nhìn qua phần nội thất như thế này thì đẳng cấp của nó thì đã thể hiện ngay trước mắt cho quý vị thấy rằng giật mình với cái cấu hình, cái củ sụp bát nó to lớn đến như thế này. Quý vị thấy rõ hết chưa? Về phần trang trí thì chúng ta có thể thấy được rằng lắp đi, vừa giới thiệu và vừa lắp cho mọi người cùng xem và cùng tham khảo. Úp cái loa xuống đây, cho cái dây này lên, úp xuống đi, úp ngược xuống đi, cắm dây xong là lại lật ngược nó lên, rất là lặng. Khi mà thao tác cái này thì quý vị lưu ý rằng là nó rất là lặng của súp bát này. Một người bê cái này nó lặng đệ khệ luôn, thao tác và khi mà cắm cái dây. Với phần mặt trước của cặp Sonic 447A, chúng ta thấy được rằng như vậy nó trang bị một quả súp bát khủng long. Nó là bậc nhất trong các cái dòng mà được cho rằng gấu nhất và lớn nhất của phân khúc bát 40. Màng loa sở hữu đường kính 40cm rất là sâu và nó sở hữu cái màu sắc là màu kem nâu. Sở hữu gân vải của nó là gân vải form cong, tẩm dầu mềm. Quý vị thấy rằng nó rất là mềm. Nguyên cái làm chân từ nó rơi vào khoảng tầm 20cm cho quả súp bát khủng long này. Mà bê nó lặng trịch như tôi đang thao tác nắp thì nó cũng hơi mất thời gian một chút. Và đồng thời phần bên trên của cặp Solix 447A được trang bị một trung âm 14, hai quả trung âm 10 làm hai bên, được phân bổ là đều sang hai vị trí hai bên. Trong đó quả trung âm 14 đảm nhiệm cho phần trung trầm và hai quả trung âm phía bên tay phải thì đảm nhiệm cho giải trung cao. Như vậy chúng ta thấy rằng tổ hợp loa trung này thì hết bàn về phần âm sắc của giải trung. Phần chính giữa được trang bị một quả check dome với đường kính 12cm và một quả check dome đường kính của loa là 10cm. Với cái lỗ mũi, quý vị thấy rằng ở đây của nó được bọc bảo vệ bởi một lớp thép trắng rất là chắc chắn, quý vị có thể thấy không ạ? Và phần quả, một quả check dome này, nó sở hữu cái màu trắng sứ, nhìn rất là tuyệt vời mà hiếm có những cặp loa được trang bị gấu như thế này. Tổng thể như vậy chúng ta thấy được rằng nó có tới 6 cái loa trên một thùng, trong đó một súp bát hạng nặng 40, 3 quả trung âm và 2 quả check dome. Tất cả những tuyến loa được trang bị trên cặp loa Sonic AS447A này được trang bị nó là gấu bậc nhất trong làng loa rồi. Thậm chí có thể so sánh với những cái cặp loa đắt đỏ như Peeler CS992FB, nó đắt gấp 3 lần tiền cặp Sonic này. Nhưng quý vị có thể thấy được rằng độ gấu và độ khủng thì không thể hơn nổi cặp Sonic này. Với công suất tổng sở hữu của nó, sở hữu công suất lên tới 240W và có trở kháng 8 ohm, rất là dễ phối ghép âm ni. Và đồng thời chất âm của cặp loa này có thể cho phép anh em chơi được tập cẩm các dòng nhạc, từ những dòng nhạc nhẹ nhàng như nhạc vàng cổ, nhạc bonero hay nhạc trữ tình, và cho tới những dòng nhạc mạnh như nhạc remix. Nó thể hiện cũng vẫn rất là xuất sắc với tiếng bát, khiến cho cả căn phòng hàng trăm mét vuông mà nó thể hiện xuống rất là sâu và rất là uy lực. Bây giờ sau phần thông tin, quý vị cùng tham khảo qua cái độ mới cũng như là độ đẹp và độ nguyên zin của cặp loa. Thì tôi đang phối ghép cùng với con âm ni Sony 1140 để đảm nhiệm cho cặp loa Sonic này. Quý vị có thể thấy được rằng nó thể hiện được các dòng nhạc một cách rất là xuất sắc. Bây giờ mời quý vị lại cùng quay trở lại tham khảo với chất âm của cặp loa đẹp bậc nhất trong làng loa này, và với độ gấu cũng không thể có cặp loa nào gấu hơn, với cái phần nội thất bên trong mà như quý vị vừa tham khảo qua về quả súp bát trên cặp loa Solix AS447A đến từ Japan. Và cũng rất mong sự quan tâm đăng ký kênh cũng như là ủng hộ của quý vị và các bạn trên cả nước đã quan tâm và theo dõi ủng hộ Facebook cũng như là YouTube của Toàn Điện Máy Vũ Nam Định. Và với cái đoạn clip này, tôi cho quý vị cùng tham khảo qua một chút về phần nội thất bên trong. Bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức tiếp chất âm của cặp loa rất là nổi tiếng này, với một cái đoạn nhạc sẽ nhanh hơn và sẽ mạnh hơn nữa, để chúng ta lại thấy được rằng sự thể hiện của cặp loa này nó mang lại cho đẳng cấp người chơi có thể chơi được rất nhiều những dòng nhạc phổ thông trên thị trường. Với chất lượng âm thanh tôi đang mở trực tiếp từ trên TV, quý vị có thể thấy được theo dõi trực tiếp, và ai cũng có chất lượng âm thanh này để nghe. Và phần phối ghép âm ly thì do con Sony 1140 đảm nhiệm cho cặp loa khủng long nổi tiếng nhất của hãng Sonic đến từ Japan này. Tiếng bát của nó xuống rất sâu mà quý vị có thể cảm nhận chi tiết nhất bằng tai nghe. Rất uy lực. We'll be right back.
với hai đoạn nhạc mà tôi test và cũng như là phần giới thiệu cho cặp loa rất là nổi tiếng và rất là gấu đến từ Japan này, cặp Sonic AS447A, sở hữu trọng lượng 61 kg, có chiều cao 65, chiều ngang 45 cm, và trang bị tổng số như vậy chúng ta thấy rằng nó có tới 12 cái loa và có công suất sở hữu lên tới 240W cho cặp loa này. Anh em thấy rằng với những cái bản nhạc phổ thông mở từ trên TV thôi, không cần phải đầu CD cũng như là không cần phải đĩa CD tuyển chọn, và chỉ một con âm ly ở phân khúc tầm tiền cỏ cỏ mới có mấy triệu đồng thôi, nhưng chúng ta vẫn cảm nhận thấy sự thể hiện của cặp loa, nó thể hiện rất là tuyệt vời, tiếng bass thả sâu, rất sâu và rất là uy lực cho những căn phòng lớn. Ở đây thì cái diện tích tôi đang test cái cặp loa này nó lên tới 140m² cho một cái dàn hàng rất là rộng lớn, nhưng chúng ta vẫn thấy được rằng với cái mức test như thế này, tiếng bass của nó đã khiến cho đồ đạc đã rung động theo tiếng bass mỗi khi thả cái huỳnh một cái trên lỗ tai rồi. Và ngoài ra thì anh em thấy rằng phần trung âm với tổng số có tới 6 cái loa trung nó gõ những cái tiếng cồng chiêng trong cái đoạn nhạc này. Anh em thấy rằng nó chạy vòng quanh từ loa A sang loa B để thể hiện cái đẳng cấp mà nghe nhạc. Đây là một trong những cái tuyệt phẩm rất là đáng sưu tầm trong phân khúc tiền tầm trung với ngưỡng giá tiền 17,5 triệu đồng cho một cặp loa còn tươi rói và còn rất mới này đến từ Japan. Quý vị có thể tưởng tượng rằng với cặp loa này thôi, chúng ta chỉ cần để trưng bày cho phòng khách mà mới chỉ ngắm nhìn nó không thì đã thấy rằng nó rất là xứng đáng với phân khúc tầm tiền rồi. Còn khi mà được nó trình diễn ở những cái dòng nhạc như thế này thì tôi có thể nói rằng ngồi nhâm nhi nghe, vừa nghe nhạc vừa uống nước trà, nhất là những cái bản nhạc nhẹ nhàng, bolero hay trữ tình thì nó thể hiện một cách rất là tuyệt vời. Mà tôi cũng có thể nói rằng khi mà có khách đến chơi nhà, chúng ta nhâm nhi chén nước chè và ngồi nói chuyện và nghe nhạc niu riu trên cái tuyệt phẩm nghe nhạc này và ngắm nhìn nó, quý vị thấy sao ạ? Có thể ngắm đi rồi ngắm lại và nghe đi rồi nghe lại, vẫn thấy rằng nó thể hiện rất là xuất sắc với chất âm cũng như là sự thể hiện tuyệt vời của phần trang trí cho tới độ gấu của một cặp loa. Và với đoạn clip nó cũng rất là dài rồi, tôi rất là chân thành cảm ơn quý vị và các bạn cũng như là tất cả những anh em đã theo dõi và ủng hộ Facebook cũng như là kênh YouTube của tôi đang phát triển với YouTube của kênh Toàn Điện Máy Vũ Lâm Định, và rất là mong sự quan tâm ủng hộ đăng ký kênh của anh em trên toàn quốc với Facebook cũng như là kênh YouTube của mình. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn.